Hi, chào bạn, mình là Giang. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý một cái vấn đề khi mình build một cái web view bằng Flutter. Mình có để cái map này ở trong một cái stack. Sau đấy thì mình sẽ để cái thằng map này fill hết này. Tiếp theo là mình sẽ để một cái button này, nó sẽ nằm đè lên cái map này. Và khi mình xử lý tương tác lên cái button này thì đồng thời là cái map này nó cũng bị ảnh hưởng theo này. Ví dụ bây giờ mình có một cái button đây. Ví dụ mình thử ray này, đó. Thì như vậy là mình không mong muốn cái điều này. Có nghĩa là khi mình click vào cái button này thì mặc định là nó sẽ focus vào cái view này thôi. Thì bây giờ mình thử ray này, kéo này, đó. Đồng thời là thằng button này nó focus và đồng nghĩa với việc là cái thằng map ở bên dưới nó cũng ăn theo. Rồi trường hợp thứ hai là mình click này, click, đó. Sau khi vẽ đường này, sau khi nó vẽ đường từ điểm đón đến điểm đến này, thì mình có một cái là cái window info để hiển thị cái thông tin và cái thời gian. Cũng tương tự thôi, bây giờ mình sẽ kéo này, mình sẽ kéo qua và mình sẽ click thằng này hoặc là mình kéo này, đó. Đồng nghĩa với việc là cái map này nó cũng bị theo. Để giải quyết cái tình trạng này thì mình có dùng cái thư viện, đó là mình sẽ lên thằng top.dev này, mình sẽ search cái thư viện là pointer interceptor. Thì hiện tại thì sẽ có cái phiên bản là 0.10.1 này. Các bạn sẽ qua cái mục installing này và các bạn copy cái đoạn này để paste vào cái thằng apex.jam. Sau đây các bạn get cái thư viện này về. Các bạn cho vào thằng apex.jam và các bạn dùng thằng này. Đó, sau đây các bạn sẽ get này, apex. Rồi, sau khi các bạn get cái thư viện này về rồi thì các bạn sẽ dùng cái bọc ngoài một cái widget, đó là pointer interceptor này. Thì bây giờ mình sẽ bọc cái thằng button này này, mình sẽ bọc một cái widget là pointer này, interceptor, và cái chill bên trong thì mình sẽ paste cái chill hiện tại này. Rồi tương ứng với cái window inform thế, bây giờ thay vì một cái inwell thì mình sẽ bọc ngay lại này, là pointer interceptor và cái chill thì mình sẽ để trong thôi. Rồi qua cái window info thứ hai thì cũng tương tự, mình sẽ bọc thằng cha, mình sẽ copy cái root bên ngoài là cái app cat view này, mình sẽ bọc nó một cái widget, đó là pointer interceptor chill này, paste đây. Bây giờ mình sẽ lưu lại và mình sẽ chạy thử Ctrl S để reload lại. Mình mở cái thằng chôm lên, bây giờ có điểm đón này sẽ là cái vị trí hiện tại. Mình đến chọn bản đồ này. Đây, bây giờ mình sẽ thử ray chuột này, không ray này. Nó như vậy là đúng như là mình mong muốn. Bây giờ ở tiếp tục này. Rồi bây giờ mình thử kéo thằng này đi, không kéo được này. Đó. Tương tự thằng này thôi. Rồi,